Xin chào tất cả các bạn khán giả. Thì các lịch luyện tập của Quang Đăng với các chị ở cộng 4 này là vô cùng phức tạp luôn. Nhiều chị thì cũng không có ở Sài Gòn mà ở Hà Nội, cho nên các chị không có nhiều thời gian luyện tập chung với nhau. Bởi vì giống như là phải tập cho từng chị, mà lần này thì Quang Đăng có lên kế hoạch cho các chị lột xác một chút xíu. Là mấy chị sẽ có nhảy những cái thể loại nhảy rất là khác với hình ảnh của các chị trước giờ, và mấy chị cũng sẽ làm rất là nhiều cái động tác rất là khó, cho nên Quang Đăng cảm thấy khá là lo lắng, bởi vì thời gian tập với các chị cũng không có nhiều á. Còn phương án thì Quang Đăng cũng thấy là bây giờ cỡ công 4 rồi, cho nên các chị cũng rất là máu chiến, cho nên mấy chị cũng sẽ cố gắng tự tìm cách luyện tập làm sao cho hẹn nhau hay sao đó. Luyện tập thì miễn sao là Quang Đăng nói với các chị, là các chị bảo đảm cho Quang Đăng là lúc mình lên thì mấy chị đừng quên bài là được. Có một cái động tác mà Quang Đăng thấy là khá là nguy hiểm với các chị, tại vì lần này là Quang Đăng muốn cho các chị nhảy ở dưới nước, cho nên khi mà nhảy ở dưới mặt nước thì nó sẽ trơn, cho nên những động tác mà nhảy dưới nước thì Quang Đăng rất là lo là các chị sẽ bị té. Đặc biệt là một số chị đã rất là lâu năm trong nghề đó, thì thường mấy chị mà lỡ té cái thì mấy chị sẽ dễ bị chấn thương, cho nên chính vì cái lo lắng đó cho nên Quang Đăng cũng muốn tập cái phần tiền kỳ á. Quang Đăng phải tập cho các chị rất là kỹ, chuẩn bị cho mấy chị thật kỹ, rồi khi mà lên rap sân khấu với lại mà sân khấu ở dưới nước á, thì mấy chị sẽ gọi là nhảy, mấy chị sẽ không có lo lắng, mình sẽ tự tin hơn và cái hạn chế cái việc rủi ro bị té. Embryolisse, John Jack, yêu chiều mọi da, chị đẹp mọi lúc. Cùng bình chọn hạng mục chị đẹp truyền cảm hứng và hạng mục Best Performance cho đến 23 giờ 59 phút ngày 3 tháng 2, 2024 trên ứng dụng Olala. Focus Cam chị đẹp, xem nhiều hơn trên YouTube STV Show và TikTok STV Music.